Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hát Khúc hát chim sơn ca. Các em nghe giai điệu bài hát nha. Tiếng sao diều phi phu vi vu, gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang. Tiếng sao diều phi phu vi vu, gọi ánh trăng lên vui đêm bên trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang. Bài hát này cô chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất chia thành bốn câu. Cô đã ghi rõ từng câu ở trên màn hình rồi ha. Thì trong mỗi câu cô có những chữ nào cần luyến hay là thế cô đã nói rõ đây rồi nè. Cả lớp chú ý nè ha. Giống như chữ tiếng ở đây chúng ta có luyến nhanh, chữ giữa, chữ ngỡ, chữ tiếng, chữ vu, chữ ánh, chữ nắng, chữ sương, chữ khúc, chữ mê. Chúng ta nhớ những cái giống này chúng ta luyến đúng cho cô nha. Còn nữa là chúng ta ở đến chữ vu của câu 2 á, thì chúng ta sẽ ngân dài 3 phách, sau đó hát sang câu 3 nha. Và khi hát xong câu 4, cả lớp chữ say, chúng ta có hai nước đen nối sang bên kia nữa, là chúng ta sẽ ngân một phách ở đây, chữ say một phách và ngân thêm một phách ở chỗ nặng đen nữa, nốt đen nữa, là thành chúng ta nghỉ chỉ một phách thôi ha, ngân dài một phách thôi. Và bây giờ cả lớp nghe cô hát mẫu nha. Những chỗ mà cô gạch chân dưới nào, chúng ta tí là chúng ta luyến cho đúng, nghe chưa? Rồi nghe nha. Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thường ngày, ngỡ trên cao tiếng sao diều vi vu vi vu. Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Rồi cô đã hát mẫu, cả lớp chú ý nghe, chúng ta nhớ là thực hiện, cố gắng thực hiện cho đúng hát cao độ, đúng cao độ nha. Ngân nghỉ đủ 3 phách của câu 2
và ngân thêm một phách của câu 4 của chữ say. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang đoạn 2. Đoạn 2 cô cũng chia thành 4 câu. Và cả lớp chú ý cho cô chữ hỡi, chữ sơn, chữ xuân, chữ tuổi, chữ hãy, chữ hỡi, chữ thế, chữ say. Chúng ta nhớ luyến đúng này cho cô. Và cả lớp chú ý cho cô nữa là ở câu 2, chúng ta chữ thơ, một nốt trắng, một đen, ở đây chúng ta nhớ ba phách, ngân đủ cho cô ha. Và chữ em cuối cùng chúng ta có hai nốt trắng, ngân nhảy ở đây bốn phách cho cô nghe. Rồi bây giờ cứ nghe nè. Ơi sơn ca, hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang, bằng tiếng hát mê say tuổi thơ. Ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu rượp khắp thế gian, bằng tiếng hát mê say của em. Rồi cô đã hát xong hai đoạn nhạc của bài hát Khúc hát chim sơn ca. Giờ chúng ta nhớ, chúng ta muốn hát được đúng, muốn hát được tốt hay là biểu diễn được tốt, chúng ta phải bao giờ cũng hát đúng nhạc. Thì cả lớp chú ý cho cô, chúng ta sẽ ráp nhạc nền. Thì cả lớp chú ý là chúng ta nghe và khi có tiếng dồn trống, chúng ta chú ý đoàn nhạc intro đầu để chúng ta vào nhạc cho đúng nha. Rồi bây giờ cả lớp nghe và hát đúng nhạc cho cô nè. Nhớ hát đúng nhạc, đúng cao độ cho cô, nhớ chưa? Thank you.
Rồi cả lớp chúng ta vừa ráp nhạc xong bài hát, cả lớp hát tốt không? Nhớ chú ý hát cho đúng cao độ, đúng nhạc cho cô nha. Rồi, thì khi chúng ta học xong bài hát bao giờ ở trên lớp cũng vậy, chúng ta phải biết cách trình diễn bài hát. Thì bây giờ cô sẽ cho cả lớp nghe xem mẫu bốn bạn hát trình diễn bài hát này. Thì cả lớp xem xong rồi chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta sáng tác thêm những cái động tác mới. Còn nào lên chúng cô trò mình cùng biểu diễn nha. Rồi xem nha. Rồi chúng ta đã xem các bạn biểu diễn này ha. Bây giờ cả lớp tiết học chúng ta đến đây là hết. Lớp nhớ về nhà chụp bài hát, hát đúng nhạc, đúng cao độ, tập một số động tác ha, tìm hiểu tham khảo trên mạng ấy. Chúng ta tìm hiểu một số động tác, chúng ta tập hát, tập múa ha, và xem trước bài tập từng nhạc số 6, nhận nốt. Vì lần sau chúng ta học tập nhạc tiết 23. Rồi tiết học đến đây là hết. Cô chào các em.